Sinh viên tên Nam đã thuê một căn phòng trọ rộng hơn 10m2, nằm gần trường đại học với mức giá 3,5 triệu đồng một tháng. Căn phòng mà Nam thuê chỉ có duy nhất một cửa sổ hướng ra mặt đường, nhưng trước đây đã được lắp đặt lồng sắt chống trộm, thường được gọi là chuồng cọp. Nam có một số lo ngại về mức độ an toàn trong căn phòng này, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, do tình trạng chuồng cọp có thể tạo ra những rào cản nguy hiểm cho việc thoát ra ngoài. Anh cũng chú ý đến việc an toàn thông qua cầu thang thoát hiểm, và anh nhận thấy rằng cầu thang này khá hẹp. Với khoảng 150 người sinh sống tại tòa nhà này, Nam lo ngại rằng trong trường hợp khẩn cấp, việc thoát ra bằng cầu thang sẽ gặp khó khăn. Nam cũng lưu ý rằng tầng 1 của tòa nhà, trước đây là bãi đỗ xe, luôn bị chật kín. Sau một vụ cháy gần đây khiến 56 người thiệt mạng, chủ nhà quyết định rời bãi đỗ xe đến một siêu thị cách khoảng 100m từ tòa nhà. Ngoài ra, quản lý khu trọ đã áp dụng một số quy định mới như yêu cầu sạc xe đạp điện trước 22 giờ và loại bỏ các chuồng cọp. Khi phóng viên Dân Trí đến để ghi nhận tình hình, nhà trọ của Nam đã bắt đầu tháo dỡ các chuồng cọp. Hiện nay, lối ra vào duy nhất của tòa nhà là cửa cuốn mà không có lối ra khẩn cấp. Nam cũng có lo ngại rằng việc tháo dỡ chuồng cọp đang diễn ra có thể tạo ra tình huống nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Mặc dù căn phòng trọ này có giá phù hợp với túi tiền của sinh viên và gần trường đại học, Nam còn đang suy nghĩ về việc chuyển đi. Anh đã ký hợp đồng thuê căn phòng này trong một năm, và việc tìm người thay thế cũng như đền bù hợp đồng nếu anh quyết định chuyển đi sẽ là một thách thức. Mặc dù có những lo ngại về an toàn và điều kiện sống, việc tìm một nơi ở phù hợp vẫn là một nhiệm vụ không dễ dàng đối với sinh viên. Sinh viên tên Nam đã thuê một căn phòng trọ rộng hơn 10m2, nằm gần trường đại học với mức giá 3,5 triệu đồng một tháng. Căn phòng mà Nam thuê chỉ có duy nhất một cửa sổ hướng ra mặt đường, nhưng trước đây đã được lắp đặt lồng sắt chống trộm, thường được gọi là chuồng cọp. Nam có một số lo ngại về mức độ an toàn trong căn phòng này, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, do tình trạng chuồng cọp có thể tạo ra những rào cản nguy hiểm cho việc thoát ra ngoài. Anh cũng chú ý đến việc an toàn thông qua cầu thang thoát hiểm, và anh nhận thấy rằng cầu thang này khá hẹp. Với khoảng 150 người sinh sống tại tòa nhà này, Nam lo ngại rằng trong trường hợp khẩn cấp, việc thoát ra bằng cầu thang sẽ gặp khó khăn. Nam cũng lưu ý rằng tầng 1 của tòa nhà, trước đây là bãi đỗ xe, luôn bị chật kín. Sau một vụ cháy gần đây khiến 56 người thiệt mạng, chủ nhà quyết định rời bãi đỗ xe đến một siêu thị cách khoảng 100m từ tòa nhà. Ngoài ra, quản lý khu trọ đã áp dụng một số quy định mới như yêu cầu sạc xe đạp điện trước 22 giờ và loại bỏ các chuồng cọp. Khi phóng viên Dân Trí đến để ghi nhận tình hình, nhà trọ của Nam đã bắt đầu tháo dỡ các chuồng cọp. Hiện nay, lối ra vào duy nhất của tòa nhà là cửa cuốn mà không có lối ra khẩn cấp. Nam cũng có lo ngại rằng việc tháo dỡ chuồng cọp đang diễn ra có thể tạo ra tình huống nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Mặc dù căn phòng trọ này có giá phù hợp với túi tiền của sinh viên và gần trường đại học, Nam còn đang suy nghĩ về việc chuyển đi. Anh đã ký hợp đồng thuê căn phòng này trong một năm, và việc tìm người thay thế cũng như đền bù hợp đồng nếu anh quyết định chuyển đi sẽ là một thách thức. Mặc dù có những lo ngại về an toàn và điều kiện sống, việc tìm một nơi ở phù hợp vẫn là một nhiệm vụ không dễ dàng đối với sinh viên.